13, nhất khớp vương. Thành phần: hồi, quế, gừng, ngải cứu, bạc hà và mật gấu. Công dụng: giúp giảm đau cổ vai gáy, tê bì chân tay, nhức mỏi các khớp xương. Cách dùng: xịt thẳng vào khớp gối, đốt xương sống lưng, xương khớp, lòng bàn chân, xoa bóp, massage nhẹ nhàng trực tiếp, kết hợp với viên uống sẽ không còn đau nhức xương nữa. Liều dùng: xịt từ 1 đến 2 xịt vào vùng cần xoa bóp, từ 2 cho đến 3 lần trong một ngày. Giá cho một sản phẩm là 495.000, dùng được từ 3 cho đến 6 tháng, 5.000 với giá lẻ cho một ngày và 3.000 với giá của đại lý.